Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Lim Jim Mạt và chúng ta đang đến với một cái video mới. Trong video lần này, Lim Jim sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp tục một cái kỹ thuật rất là nhanh gọn và hiệu quả nữa để giúp cho các bạn có thể giải quyết được cái vấn đề là đơn giản hóa được cái bố cục phức tạp của bất cứ một cái bức tranh nào trước khi chúng ta đặt bút vẽ. Vậy nếu như các bạn là những người mà đang gặp phải nhiều những vấn đề về bố cục của tranh này, rồi là gặp phải cái sự cản trở của việc không biết phân chia làm sao để cái bức tranh chúng ta đơn giản và gọn nhẹ trước khi chúng ta vẽ, thì cái video ngày hôm nay dành cho các bạn. Các bạn có tin rằng với chỉ 10 phút thôi thì chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này triệt để với bất cứ một cái bức tranh dù phức tạp đến đâu hay không? Mời các bạn sẽ cùng theo dõi nội dung của video ngày hôm nay để có câu trả lời nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Các bạn đã nhìn thấy trên màn hình là mình đang sử dụng cái app gọi là Procreate. Một cái app mà mình thường xuyên vẽ nó bởi vì nó có cái tính linh hoạt rất là cao. Chúng ta có thể đem một chiếc iPad Pro đi bất cứ nơi nào mà chúng ta vẽ được. Nhưng mà cái nội dung và cái kỹ thuật ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn nó không phụ thuộc vào app. Các bạn có thể sử dụng bất cứ một cái app nào mà các bạn đang sử dụng và các bạn miễn là chúng ta đã dùng quen nó là được các bạn nhé. Và để dễ dàng cho các bạn quan sát và hiểu hơn về những gì mà mình trình bày trong video ngày hôm nay thì mình chia nó thành hai thành phần. Đó là bên trái chính là cái bức tranh mà mình đã hoàn thiện nó. Rồi các bạn nhìn thấy sẽ thấy rất là nhiều những yếu tố phức tạp ở đây. Còn bên phải mình sẽ tách ra và mình chia nhỏ nó thành những cái phần mà mình sẽ dễ dàng trình bày cái yếu tố và cái kỹ thuật để các bạn có thể dễ dàng nhận biết được. Một cái yếu tố nữa các bạn cần phải lưu ý khi mà xem video này đó là đây không phải là cái video quy trình. Tức là mình không có giải thích chi tiết cái cách mà mình xây dựng cái bức vẽ này trong cái khoảng thời gian ngắn thì không có thể làm được cái điều đó. Nếu như các bạn là những người beginner, những người mới mà muốn tìm hiểu về cái quy trình ấy, các bạn có thể click vào cái đường link đang xuất hiện trên màn hình nơi mà Lim Jim sẽ có một cái video đã chia sẻ về cái quy trình chi tiết rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ba cái yếu tố mà Lim Jim chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ cần quan sát cho Lim Jim cái bức tranh hoàn thiện ở phía bên trái này. Khi mà chúng ta quan sát bức tranh này hoặc bất cứ một bức tranh nào khác ấy, thì Lim Jim chắc chắn rằng có rất là nhiều bạn sẽ cảm thấy nó rối, bởi vì chúng ta không biết là nên vẽ thứ gì trước, thứ gì sau. Chúng ta nên vẽ nhân vật trước, nên vẽ cây cối trước hay là vẽ như thế nào, rồi là cái cách mà chúng ta áp dụng ánh sáng vào khung hình ra làm sao, thì có rất là nhiều những yếu tố tương tự nó sẽ chi phối chúng ta trong quá trình chúng ta vẽ. Vậy thì cái kỹ thuật đầu tiên sẽ giúp cho các bạn đơn giản hóa hết mức có thể những cái phần này. Và nó áp dụng cho bất cứ một cái tranh phức tạp nào mà các bạn có thể nhìn thấy và muốn vẽ các bạn nhé. Rồi, để mà đơn giản hóa đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái kỹ thuật mà chúng ta tạm gọi đó là bố cục cơ bản 3 thành phần. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phía bên phải là nơi mà Lim Jim đã đưa ra những cái layer, rồi là những cái hệ layer nó rất là đơn giản để các bạn có thể nhìn thấy. Ở đây khi mà click vào sâu hơn các bạn sẽ thấy rằng là dù cái bức tranh đơn giản hay là phức tạp đến đâu ấy thì nó cũng chỉ 3 thành phần mà thôi. Đó là gì ạ? Background, Midground và Foreground. Background là những cái phần mà các bạn có thể nhìn thấy nó ở xa nhất trong cái bức tranh mà các bạn có thể đang chuẩn bị vẽ. Ở trong trường hợp này các bạn sẽ nhìn thấy nó là một cái bức tường và một cái cửa sổ, đúng không ạ? Rồi, vậy thì hãy bắt đầu bằng việc ấy, là chúng ta sketch. Thì ở đây chúng sẽ có một cái bức sketch rồi, chúng ta sẽ không nói về những cái phần đó. Và nếu như chúng ta tắt hết cái phần thành phần sketch này đi, và như vậy là hết rồi, các bạn sẽ thấy rằng background của chúng ta sẽ chỉ có phần bờ tường này, một cái phần tường và một phần cửa sổ mà thôi, đúng không? Rất là đơn giản. Rồi, tiếp theo đó là cái thành phần mà Lim Jim đã nói rồi, Midground. Midground là nằm ở giữa các bạn nhé. Rồi trong cái phần này, một lần nữa các bạn quan sát vào đây trước khi Lim Jim bật cái layer, đó là nó sẽ bao gồm cái hệ bàn ghế nằm ở giữa cái phần background và cái phần nhân vật của chúng ta, có đúng không ạ? Và đơn giản ở trong phần này mình vẽ nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ gồm hai cái bàn. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đây khi mà bật nó lên thì bạn sẽ thấy rằng cái phần midground của chúng ta thậm chí nó chỉ có một cái layer duy nhất thôi, đó là cái phần này đó. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có đôi ba cái bàn gì đó ở phần midground, có đúng không ạ? Vậy thì đến đây thì các bạn sẽ thấy rằng ai cũng có thể tả được hai cái phần này khi mà chúng ta nhận biết được nó, đúng không? Rồi, và trên cùng chúng ta sẽ chắc chắn là có một cái phần nữa, đó là cái phần foreground. Foreground là những cái phần nằm ở trên cùng nơi mà các bạn có thể nhìn thấy, thì chắc chắn rồi ở đây sẽ là nhân vật, bao gồm có hai nhân vật này, rồi kể cả cái hệ thống quyển sách mà các bạn nhìn thấy trên cái bàn học, đúng không? Rồi, vậy cái yếu tố này để Lim Jim nhắc lại cho bạn nhé, nó chỉ có 3 thành phần duy nhất thôi. Dù bức tranh phức tạp đến đâu, các bạn cứ tách nó ra thành 3 thành phần. Ở trong phần này các bạn sẽ cần nhớ một cái lưu ý cuối cùng, đó là nó không có một cái cố định nào, một cái quy tắc nào, đó là foreground phải đặt nhân vật hay là midground phải đặt những cái bố cục khác, những cái bố cục, những cái vật thể vệ tinh hay gì đó, mà cái đó tùy thuộc vào mức độ phức tạp và tùy thuộc vào cái góc đặt camera khác nhau các bạn nhé, để chúng ta suy xét. Rồi, đó chính là cái yếu tố đầu tiên mà Lim Jim chia sẻ cho bạn trong video ngày hôm nay. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cái yếu tố thứ hai để giúp cho bạn có thể đơn giản hóa được bố cục trong bức tranh bất kỳ các bạn nhé. Rồi, yếu tố này chúng ta gọi là nguồn sáng và value. Rồi,
value như như các bạn đã từng theo dõi một vài những video của Liêm Gym ấy, và dành cho những bạn nào mà chúng ta chưa theo dõi video nào của Liêm Gym thì Liêm Gym đã làm hai tập series, hai tập về chủ đề về value dành cho nhân vật và dành cho bố cục. Các bạn có thể click vào đường link đang xuất hiện trên màn hình để chúng ta nắm rõ về value như thế nào và cách để chúng ta tả value các bạn nhé. Trong video này thì mình không có giới thiệu về cái phần đó. Trong phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là ánh sáng và value nó sẽ như thế nào, thì giới thiệu lại với các bạn rất là ngắn gọn trong video này thôi. Đó là chúng ta bất cứ một bức tranh nào về minh họa, chúng ta sẽ thấy rằng cái yếu tố ánh sáng là quan trọng. Các bạn sẽ cần phải xác định được cái nguồn sáng mà nó tác động chính ở trong cái bức tranh của chúng ta. Trong trường hợp này chẳng hạn, lấy ví dụ thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có một cái hệ thống cửa sổ. Đây chính là cái nơi mà nguồn sáng sẽ từ cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua cái cửa sổ này, nó chiếu vào trong căn phòng, đúng không ạ? Vậy thì value nó được tạo ra khi mà có nguồn sáng. Value các bạn hiểu đơn giản rằng là nó là cái mức độ chênh lệch ánh sáng giữa những cái điểm gần và xa trong cái mức độ tác động của ánh sáng, cũng như là bị che và không bị che ở trong những cái đối tượng ở trong khung hình các bạn nhé. Rồi bây giờ thì trở lại với cái yếu tố này, các bạn sẽ nhìn thấy một lần nữa chúng ta khẳng định rằng là ánh sáng, nguồn sáng chính ở đây nó được chiếu qua cái khung cửa sổ này, đúng không? Ở đây thì khi mà ánh sáng nó chiếu vào trong cái căn phòng này, các bạn sẽ thấy rằng là mọi cái vật thể cũng như là đối tượng nằm trong căn phòng này đều chịu tác động của ánh sáng, có đúng không ạ? Rồi, và nó chịu tác động như sau. Đó là những cái vật thể mà những cái đối tượng nào nó nằm gần với cái nguồn sáng này nó sẽ sáng hơn, đúng không? Tiếp theo là những cái vật thể nào nằm xa thì nó sẽ tối hơn một chút. Và cuối cùng là những vật thể nào bị che đó thì nó cũng sẽ tối hơn rất là nhiều, đúng không? Chúng ta chỉ có ba cái nguyên tắc đó để chúng ta áp dụng. Vậy thì các bạn xem mình sẽ giả lập nó như thế nào nhá. Rồi đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là cái yếu tố đầu tiên đó là trong background ấy, nó có một cái phần tường. Cái phần tường là cái phần đầu tiên nhận được cái ánh sáng từ cái nguồn sáng của chúng ta chiếu qua cái khung cửa, đúng không? Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng đây, khi mà gần cái khung cửa này nó sẽ sáng hơn, và khi mà nằm xa hơn ấy, đặc biệt là trong những cái góc khuất như này, các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ tối hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta tắt bật thì các bạn sẽ hình dung được cái phần này cụ thể hơn. Các bạn nhìn này, đó, tắt bật đó, các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ tạo ra một cái độ sâu cơ bản ở trong cái bố cục về background. Tương tự đối với phần midground, các bạn sẽ thấy rằng là đây, các bạn sẽ thấy rằng khi mà Linh bật nó lên này, đây, bật nó lên, các bạn sẽ thấy rằng là ánh sáng nó sẽ chiếu từ cái phần background này đến phần midground, đúng không? Và nó sẽ làm cho những cái phần mặt bàn ấy ở cái phần midground này nó sẽ sáng. Các bạn sẽ nhìn thấy khi mà mình bật nó lên, thì khi mà các bạn tuân theo đúng cái quy tắc về ánh sáng này, nó sẽ làm cho cái bức tranh của bạn nhìn nó đẹp một cách tự nhiên, đúng không? Đó, và chỉ bằng cái cách là chúng ta chọn những cái màu sample rất là đơn giản và lưu ý đến cái mức độ sáng tối chênh lệch của nó là chúng ta sẽ tả được. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta sẽ để thấy rằng là ánh sáng sẽ tiếp tục chiếu đến hai cái nhân vật này. Vậy thì hai cái nhân vật này của chúng ta sẽ tối nhất, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là trong quá trình vẽ chúng ta điều chỉnh nó một chút. Rồi, chúng ta thấy là nó sẽ tối hơn chút, đúng không? Màu ấy thì thông thường các bạn lấy màu sample nào cũng được. Mình thì mình hay thấy lấy cái màu da của nhân vật ấy để làm cái màu gốc. Tại sao thì lát sau mình sẽ chia sẻ cho bạn nhé. Rồi, như vậy là các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã tách biệt được nó từ cái nguồn sáng này, chúng ta đã có một cái value rất là cơ bản cho khung hình của chúng ta, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cái chia sẻ cuối cùng của Linh Gym trong video ngày hôm nay. Cái phần này cũng rất là dễ hiểu và nó sẽ làm cho cái bài vẽ của các bạn nhìn nó đỡ phức tạp hơn rất là nhiều, đặc biệt là cái phần kỹ thuật các bạn nhé. Đó là cái nguyên tắc mà chúng ta phân chia nhóm layers hiệu quả. Vậy thì tại sao lại là nhóm layers mà không phải là layer riêng lẻ, mà chúng ta phân tách nó như thế nào, thì Linh Gym sẽ chia sẻ cho các bạn rất là ngắn gọn trong video ngày hôm nay. Rồi, chúng ta vẫn nhớ cho Linh Gym cái nguyên tắc ba thành phần, đó là background, midground và foreground. Rồi, từ cái nguyên tắc này các bạn sẽ thấy rằng là vậy thì background nó là một cái hệ layer nào đó bao gồm tất cả những cái vật thể nằm ở cái background, đúng không? Và tương tự như vậy với midground và foreground. Và cứ cái cách làm này thì các bạn có thể sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ bật lên một vài những cái layer và chúng ta tác động nó dần dần để chúng ta xây dựng cái bài vẽ của chúng ta. Nó sẽ đẹp lên một cách dần dần và tự nhiên và đơn giản hóa cái quy trình rất là nhiều trong cái quá trình chúng ta vẽ. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy rằng Liêm Gym sẽ vẽ nó dưới dạng là hai cái lùm cây ở phía cửa sổ, nó nằm ở phần background, đúng không? Thì nó sẽ thuộc cái nhóm layer là của phần background. Có hình dung không ạ? Nó rất là đơn giản. Midground ở đây thì không có gì cả. Mình đã tối giản hóa nó bằng hai cái bảng. Chính vậy nó không có gì để mà tả cả. Chúng ta sẽ nói chi tiết một chút về cái phần nhân vật nằm ở phần foreground các bạn nhé. Rồi từ đây các bạn sẽ thấy rằng là nó gồm có một hệ layer. Cái hệ layer hay còn gọi là nhóm layer là một cái layer mẹ. Trong trường hợp này nó gọi là layer 05. Các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi bao gồm phía bên trên là một loạt những cái layer clipping mask. Nếu như các bạn chưa biết Clipping Mask như thế nào ở trong Procreate cũng như là vẽ điện tử nói chung ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là Liêm Gym đã làm cái video rồi. Các bạn click vào cái đường link đang xuất hiện trên màn hình một lần nữa để theo dõi cái video này các bạn nhé.
Rồi trở lại với video ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ thấy rằng là nó có rất là nhiều những thành phần từ cái phần sketch này. Các bạn sẽ thấy rằng là cái phần sketch nó cho chúng ta rất là nhiều thông tin để chúng ta phát triển về cái hệ layer này rồi. Vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái phần này nó là phần da. Vậy thì chúng ta có phần quần áo. Đó thì các bạn cộng nó vào thành một layer mới, trên dưới như thế nào thì chắc hẳn là các bạn cũng có thể tự hình dung được ra cái phần nào nằm phía bên trên, ví dụ như là tóc này, nó chắc chắn là sẽ nằm ở phía gần như là trên cùng, đúng không? Rồi chúng ta có hệ thống là những cái quyển sách, quyển vở này. Rồi, đó, các bạn càng chia nhỏ layer ra thì các bạn càng dễ quản lý, các bạn nhớ là như vậy nhá, và dễ sửa đổi sau này. Tuy nhiên có một cái chú ý, đó là cái máy của các bạn nó phải khỏe, đặc biệt là khi mà các bạn sử dụng iPad ấy, thì cái iPad của các bạn nó sẽ có một cái hệ layer cố định, cái số lượng layer các bạn không thể thay đổi được. Chính vậy các bạn lưu ý cái kích thước file của chúng ta trước khi chúng ta đặt bao nhiêu layer phù hợp các bạn nhé. Rồi phía bên trên này Lim Dim sẽ tiếp tục là tạo ra một cái phần nữa dành cho là gì ạ, mắt mũi của nhân vật này. Rồi từ đây các bạn sẽ thấy rằng là bằng cái việc chúng ta quản lý cái nhóm layer như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng nó rất là hiệu quả. Để Lim Dim sẽ ví dụ cho các bạn cái cách mà Lim Dim đã lên cái value cho nó các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng theo dõi cái video file gốc này nhé. Rồi đây thì Lim Dim sẽ giới thiệu cho bạn chính cái file gốc này để nó đầy đủ cái hệ layer, các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy hơn. Đó thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây với cái nguyên tắc như vậy thì Lim Dim đã bật được cho nó lên một cái phần, đó là cái phần value này. Đó các bạn nhìn thấy chưa, cái phần value chung của cái bài này. Đó thì nó cũng là một cái layer nằm phía bên trên thôi. Đó sau đó thì Lim Dim đã bật cái ánh sáng của nó lên. Đó những cái cách này thì Lim Dim đã chia sẻ trong một vài những cái video mới ở trên kênh rồi, các bạn có thể theo dõi một vài cái video đó để chúng ta hình dung ra cái cách làm cụ thể các bạn nhé. Rồi từ đây các bạn sẽ thấy rằng mọi thứ đơn giản hơn rất là nhiều, kể cả là về ánh sáng rồi là về value chúng ta có thể tả được. Và nhớ rằng là cái việc phân chia hệ layer này càng sớm ấy thì nó giúp cho cái bài của bạn càng gọn nhẹ và cái bố cục của bạn càng dễ xử lý hơn, đúng không? Vậy thì kết luận lại thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta chỉ có ba cái yếu tố mà thôi. Đầu tiên là hãy chú ý rằng bố cục ba thành phần midground, background và foreground. Thứ hai đó chính là chú ý về nguồn sáng và value của nhân vật, của cái đối tượng trong cái nhân vật đó, đúng không? Và cuối cùng là phân chia nhóm layers một cách hiệu quả để các bạn có thể kiểm soát được cái bài vẽ của mình nó hiệu quả hơn. Vậy thì bây giờ không có gì tốt hơn là Lim Dim sẽ chỉ cho bạn một cái quy trình mình làm từ đầu đến cuối. Tất nhiên là mình sẽ không có nói ở trong phần này, để các bạn hình dung ra với những cái kỹ thuật vừa rồi đấy mình chia sẻ cho bạn thì mình đã xây dựng cái bài này nó như thế nào. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi nhé. Now you said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this: we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Rồi và trên đây là toàn bộ những cái nội dung chính mà Lim Dim đã chia sẻ và cô đọng nó vào thành những cái kiến thức rất là đơn giản để chia sẻ lại cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay, và nếu như các bạn thấy rằng video này hữu ích cho cộng đồng ấy, thì đừng quên là góp cho Lim Dim một cái nút like, share cái video này dành cho những bạn mà muốn tiếp cận đến lĩnh vực này, và đặc biệt là comment một điều gì đó để ủng hộ những người làm nội dung như Lim Dim các bạn nhé. Đừng quên trở thành thành viên sớm nhất của Lim Dim, ấn vào cái nút subscribe, ấn vào cái nút chuông này để những cái nội dung mới mà Lim Dim giới thiệu ở trên cộng đồng của mình ấy, sẽ hữu ích cho các bạn, và các bạn có thể sẽ chú ý theo dõi nó trong những cái video tiếp theo của Lim Dim. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã luôn ủng hộ Lim Dim. Xin chào.